chú bác anh chị em, hôm nay mình đi du lịch ở biển Ostend. Ở đây trên đường thì sáng nay dậy rất là sớm, đi trên đường đi đến đó mắc cỡ khoảng là 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Nên là hôm nay đang đi trên đường thấy cái cảnh ở tại nước Đức, đang đi trên đường đến đó thì nó rất là đẹp. Nên mình muốn quay lên cho cả nhà cùng các bạn cùng xem nha. Mình quay mình để ngược vậy đi ha, nó đỡ hơn đúng không? Đây ha. Rồi bây giờ mình để vậy đi. Để cho cả nhà cùng xem. Mình cùng các bạn xem.
màu nó đẹp đẹp giống như cái cảnh Italy mình vừa rồi mình có đi Ý rồi đó. Nhưng mà cái này là bên Đức nghe, bên Germany ở kia. Everywhere the boy, the boat, where the boat with the tree. Well, the boat very nice. Vậy là đứa con của mình nó cũng nhớ cái đờn piano, cái mình
cho tiền nó, mình nói thôi bây giờ mua cái đờn piano cũ của người khác đó, để mà để trên nhà bà ngoại á, con cảm thấy con nhớ thì con đánh chơi cho vui. Rồi mua về có mấy tháng đó rồi bắt đầu nó qua đây luôn. Nên là chiều con lắm, mình có một đứa con chứ mấy, mà đứa con mình nó thông minh mà mình rất là mừng, nó thông minh lắm, cái gì nó làm cũng được hết trơn các bạn. Chứ mình trời ông phú cho nó là như vậy đó, tại vì là mẹ nó là bị hụt hẳn, là đã thiếu rất là nhiều rồi, bây giờ con mình nó là dư, mẹ thiếu chứ con là dư, thiếu cái gì, thiếu tình cảm, thiếu học hành. Chứ riêng con của mình là cái việc học của nó, mình cho nó học từ nhỏ đến lớn, cái việc học từ nhỏ đến lớn là cái học đến đại học rồi chưa nói rồi, mà nhưng mà trên cái bước đường của nó đi học ấy, là mình cho học tư nữa, đã học trường rồi còn học tư nhân nữa, cho nên là cháu nó có nhiều cái bằng, cái bằng 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 coi như là bằng tiếng Anh, rồi bằng bây giờ qua đây thì bằng tiếng Đức, rồi bằng đại học đó, có rất là nhiều bằng, nên là mình nghĩ mình cũng rất là tự hào đến đứa con của mình nó giỏi. Mà cháu học hả, từ lớp 1 mà đã đi thi viết chữ chữ vỡ sạch chữ đẹp rồi, cả nhà cùng các bạn. Rồi đến khi rồi cháu học là cứ mỗi tháng nào cũng có những cái phần thưởng á, học sinh giỏi á, của nhà trường họ tặng, mà lúc nhỏ cho đến lớn cứ khi nào tháng nào cũng đem tiền phần thưởng về hết trơn á, mà đâu có nhiều, ít cũng được nhưng mà cũng vui, rồi máy cũng tập nữa. Vậy đó, bây giờ hôm nay thì đang trên đường đi du lịch, thì lưu dịp ở trên đường đi thì mình nói chuyện cho các bạn cho vui, để các bạn biết là hôm nay mình làm gì. Hôm nay là ngày 28 tháng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 ha, à tháng 6 rồi, chuẩn bị qua tháng 7 rồi nè. Là đi du lịch ngày hôm nay, đi biển tắm. Trời nó hơi nắng nắng nên là mình phải bật, đang đi trên xe nữa. Quay du lịch cảnh các cảnh nữa.
rồi xong rồi có thời gian thì mình trồng trọt về mùa hè, mình có chia sẻ lên cho cả nhà của mình cùng xem. Lỗi nha, là vì cái mát á, nó cái bản đồ hướng dẫn á, xe nó chạy tới đâu nên mình lúc nó hơi nó nói lên hơi ồn thì mình phải tắt. Dem Straßenverlauf von B111 noch 13 Kilometer folgen. Vậy đó các bạn cùng nhà. Mình Nguyễn Organ là tại sao mình để là cái Organ là cái đời Organ. Nên là Minh Nguyễn là cái tên của mình là họ Nguyễn. Mình là Mỹ Huyền chứ không phải là Minh Nguyễn. Nên là mình quay lên đây là mình muốn chia sẻ cho cả nhà của mình xem á, là nếu cái video của mình nó có interesting á thì vui lòng cho, có nghĩa là interesting là nó thú vị, thì vui lòng cho mình một cái đăng ký với lại cái comment hay là cái mà là những cái bài viết của các bạn, cái nào đẹp hay cái nào không đẹp hay là cái nào hay hay là cái nào không hay thì cho mình biết với, để mình sẽ đưa những cái video lên tiếp theo nữa để mình kinh nghiệm, có kinh nghiệm nhiều hơn đó. Vậy thì các bạn thấy đó, mình làm YouTube này là không phải mình nghĩ tới mà kiếm tiền, nhưng mà mình lên YouTube, tất cả các YouTube mình thấy YouTube nào mà quay lên mà quay các cảnh nghèo khổ là mình vô đó, cái bắt đầu mình liên lạc với các YouTube đó, cái mình gửi tiền cho họ, mình đem tới cho các mạnh giống như mình là người mạnh thường quân vậy đó, đem tiền tới cho phân phát cho các hộ nghèo đó, mặc dù mình không có giàu như ai nhưng mà mình có cái tâm mình hướng đến Đức Phật, cho nên là mình nghĩ là mình làm lành chánh dữ, mình làm những cái điều gì mà giúp được cho đời thì mình cứ làm. Vậy đó, là mình cứ thấy ai nghèo khổ mình cứ giúp nước đó, đó các bạn. Thấy cũng cũng hài lòng. Vì mình đã hứa trong lòng mình rồi. Mình giúp người, mình đi cảnh nào ai nghèo, mỗi lần mình đi đâu mình thấy ai nghèo, cảnh nghèo thực sự là mình đem tiền ra mình giúp ngay lập tức. Mình không suy nghĩ là ngày mai nó như thế nào. Nhưng mà mình có cái tâm Phật của bác các bạn ơi. Tâm ông Phật đã giúp đã ban cho mình một cái tâm là từ lúc nhỏ rồi, mình tốt lắm. Lúc nhỏ mình thấy con người ta đi xin vậy đó, mà mình lúc đó mình không có tiền mua chiếc xe đạp để mình chở con mình đi học, vậy mà cũng cứu vớt cho con người ta đi xin, như vậy mình đem nó vô nhà cho nó ở với nhà mình. Mà lúc đó mình ly dị chồng, mình có được một đứa con mình mới có tuổi mấy chứ mấy, vậy mà cũng có tâm Phật trời. Vậy là cứu giúp cho cái thằng nhóc đó có mấy tuổi rồi, kêu thôi bây giờ cha mẹ con không có hả, thôi con ở với nhà cô, xong rồi mình cho nó mấy trăm ngàn tiền Việt Nam lúc đó, cái mua nó đi lấy vé số về bán đó. Trời ơi, giờ nhớ hồi mà không biết nếu mà mình đăng lên đây á, mà đứa nhóc đó bây giờ mình cũng quên tên nó rồi, lâu lắm rồi, mấy chục năm, mà nếu mà em này mà có biết là nhớ cô Hiền Mỹ Huyền cắt tóc ở trại tại thành phố Đà Nẵng, thì nếu mà em nhận ra được cô Huyền thì em phải liên lạc với cô Huyền nha, tại vì lúc đó cô Huyền cũng có cái chụp hình cho con với lại với em Kim á, hai đứa nó còn nhỏ xíu à, đứa thì 7 tuổi, còn con của mình mới có một tuổi mấy, tội nghiệp. Vậy mà ly dị rồi mà không có chiếc xe đạp để lo cho con mình đi học nữa, đưa nó đến trường nữa, đứa mà cũng là có tâm Phật, cũng giúp người như vậy đó các bạn. Cho nên ông trời ông nói rồi, mình gieo gì mình gặp đó, mình gieo điều lành mình gặp toàn là điều lành thiệt sự luôn á. Cái lúc đó mình cứ sống tốt hoài đó, từ lúc đó cho đến bây giờ không bao giờ mà cái tính mình nó thay đổi, tại vì mình tốt là nó tốt từ trong tâm mình rồi. Nên là thực sự là cha mẹ sinh con, trời sinh tính, mình cái tính mình là khác, mình tính em mình nó khác, mình thì hay đi làm từ thiện như vậy, còn nó thì nó khác với mình. Nên là thôi kệ nó, em mình nó vô minh chút xíu thì mong là cái vô minh của nó sớm thoát đi cái vô minh, để mà nó hướng đến Đức Phật á, thì nó nên làm lành tránh dữ.
đừng có nói những cái câu ra vô minh nữa. Mình luôn luôn là tha thứ hết cho mọi người, ai nói sai trái thì mong cho họ cũng sớm thoát đi cái vô minh của họ, để mà họ sớm hướng đến Đức Phật làm lành tránh dữ. Vậy đó các bạn. Chứ YouTube của mình là Minh Nguyễn Organ, nhưng mà Minh Nguyễn Organ là mình nên thay đổi cái organ đó, nó thành Minh Nguyễn cứu người, nó hay hơn đúng không? Gần đi đến biển rồi các bạn ơi. quay qua cho cả nhà xem. Đi mà sợ nắng mà trùm vậy đây. Lấy khăn để, các bạn thấy không, thấy Minh Nguyễn mà chơi vậy đây, như là sợ nắng á, nên là lấy khăn từ sáng giờ đi mà lấy khăn trùm trùm ngực vậy đấy, nó như lại vậy đây. Vậy đó các bạn. Ở đâu rồi? À đây này. Bác doctor mai. Đó bên này đi cảnh nào nó cũng có cây cối này, thấy nó vui gì đâu á, nó trong lành mà nó khí hậu nó tốt hay là tốt gì đó. Hôm nay đi biển là mình không biết bơi cũng lo nên là thôi kệ nó, đi tới đó đứng cỡ nửa cỡ ngay đầu gối là được rồi. Chỗ nào mà có mấy đứa mấy đám mấy đứa nít đó, đẹp quá. Đi đồng quê, nhìn thấy cảnh này đồng quê nhớ tới nhà mình. Như đồng quê mình thì thấy cũng giống cái này, giống cảnh Hội An. Nhưng mà nếu mà qua nhà mẹ của mình á thì cảnh biển đẹp lắm. Cảnh biển nhà mẹ mình, đi qua cảnh nhà mẹ mình là đẹp tuyệt vời.
nên cả nhà của mình có xem cái YouTube Miền Nguyễn Hoàng Giam thì vui lòng nhớ đăng ký cho mình, các bạn giúp cho mình, thì không phải là giúp cho mình nữa, cái đó là giúp cho mọi người nghèo khổ đó. Bây giờ là cứ tháng nào mình cũng gửi tiền về cho nhà cho mấy người nghèo á, nên họ mình đầu tư sữa với gạo, cứ ai nghèo khổ thì mình cứ đầu tư xuống lấy mua gửi về cho người quen á, nói họ là mua sữa với gạo đem tới cho những người nghèo đó 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 các bạn. Cho nên là mình, các bạn mà có đăng ký cho mình mà sau này mình cỡ mấy chục nghìn á, bây giờ thì đủ người coi rồi, mười mấy ngàn người coi rồi, nhưng mà mình đang cần cái đăng ký thì các bạn có vui lòng nếu mà các bạn thấu hiểu được á thì cho mình một cái đăng ký để mà mình đi giúp cho mọi người. Sau này mình làm được cái tiền trên YouTube này thì mình sẽ gửi cho tất cả những người mà nghèo khổ đó, thì mình làm ra bao nhiêu là mình đi giúp hết, kể cả đi giúp chùa nữa chứ không phải là riêng YouTube cho người nghèo không. Bây giờ thôi mình sẽ ngừng tại đây, đi đến biển rồi mình quay tiếp tục nha. Đây gần tới rồi, cỡ 15 phút á, quên nữa, hơn nửa tiếng nữa, cỡ 45 phút. Nach 300 Metern im Kreisverkehr geradeaus fahren. Thôi mình stop tại đây nha, rồi đến biển quay tiếp tục. Để các bạn xem đi. It's not so long again. Nó gần đến. Thì trên cảnh đang đi trên đường đến, mình thấy cảnh nào nó đẹp đẹp mình bắt lên quay tiếp tục cho cả nhà của các bạn xem. Đi trên xe nó hơi vòng vòng, có cái gì thông cảm nha cả nhà của các bạn. Đẹp chứ không? Nên là trong lúc mình đang đi làm đây là cái đi làm của mình, là nhưng mình làm vui, làm này là để giải trí, chứ mình lấy người chồng trước đây, mình lấy người chồng thì họ cũng có công việc làm, cũng dư, cũng đủ sống qua ngày, nhưng mà cái số mình sau đó mình lại không sống được với người chồng đó, mình ly dị, thì tự nhiên mình lại gặp một người chồng thứ hai này, chuẩn bị sắp tới nay mình làm đám cưới với anh này. Người ta rất là thương yêu mình, rồi tụi mình cũng dư ăn, nên là nghĩ cứ anh ta với mình cứ lâu lâu cứ mình nói chứ ông với tôi hai tụi mình dành tiền gửi về Việt Nam cho mấy người nghèo, cái ông cũng đồng ý. Ví dụ như họ chưa biết làm từ thiện, nhưng mà từ từ họ sống với mình cái rồi họ biết làm từ thiện. Như ví dụ như vừa rồi cái chùa đó người ta xây dựng, thì mình đặt cái lồng binh mà con heo mình ra, là cái lồng binh đó là tiền mà mình đi cắt tóc cho người ta cho tiền bo á, cái mình đập ra được 450 nha. Rồi bên đó nó có chiếc
450, cái mình mới ổng đi đến chùa thì mình nghe cái chùa đó nó xây dựng mà chưa có chuẩn bị xây dựng á, nên là mình làm công đức. Thế xong rồi ổng bỏ thêm 50 nữa là thành 500, hai người 500. Xong rồi có cái cô đó về chùa Việt Nam nữa, thế mình cũng ủng hộ tiếp tục là 150 nữa, rồi ổng cũng ủng hộ 500, 50 nữa. Cho nên là đó họ chưa biết làm từ thiện, nhưng mà mình làm cho người ta thấy để mà ta cũng chung tay với mình cùng giúp đỡ cho các người nghèo khổ. Và sau này mà cái chương trình của mình làm cái YouTube này, dù mình có làm ra cái tiền trong YouTube này, mình cũng giúp hết cho tất cả mọi người. Tại vì không cần cái YouTube này mà mình cũng đã đi làm từ thiện biết bao nhiêu rồi. Nên là các bạn thấy không, Miên Nguyễn Hoàng Danh thì khi nào cũng hướng đến Đức Phật để mà giúp đỡ cho mọi người. Tại vì mình nghĩ là con người mình ai cũng là sống rồi cũng chết, chứ đâu ai mà tồn tại được hồi đâu. Nhưng đối với Miên Nguyễn Hồng Danh thì mình không muốn sống lâu, cho nên từ như vậy đó mà từ mình mới có 40 mấy tuổi, nhưng mà mình đã muốn là thư giãn trong lúc này rồi, không muốn làm gì nhiều nữa hết, làm ít thôi, rồi mình hướng đến những người nghèo, ai nghèo khổ thì mình giúp vậy đó. Vậy rồi bây giờ mình sẽ tự hưởng thụ cho mình thôi, chứ mình cũng không muốn sống lâu đâu các bạn. Mình muốn, mình nguyện cầu mình sống cỡ 60-70 là mình chết được rồi. Thì cái trong cái 60-70 đó thì bây giờ mình lo mình hưởng thụ đi, chứ còn làm gì nữa. Nên là mình mà đi du lịch bất cứ ở nơi đâu, ai nghèo khổ cái mình có tiền ở trong túi, mình có những cái đồng tiền mà người ta họ cho tiền thưởng cho mình đó, tiền thưởng mà tiền mà cắt tóc người ta cho rất là nhiều, mỗi ngày mình kiếm được 50-60 luôn á, tiền thưởng không á. Giờ mình đi vô đây mình đổ xăng đã. Đi vô không phải đổ xăng. Nach 500 Metern links abbiegen auf Bahnhofstraße. Chúc cả nhà cùng các bạn là luôn luôn là khỏe mạnh. À, hướng đến Đức Phật thì cứ làm lành chánh giữ là các bạn gieo phước đó, là được hưởng phước trọn đời, cũng không bao giờ thiếu, dư là dư hoài luôn chứ không có thiếu được. Tại vì cái mình làm công đức mà mình làm phước mà đời con của mình ăn cũng hết nữa, vậy đó. Cho nên cái đời mình làm được những cái điều tốt á, điều thiện á, thì mình có ăn cả đời cũng không hết nữa. Nên là điều mà mình đã làm điều thiện rồi á, thì khi nào mình cũng hướng đến các nhà nghèo khổ mình cứ đi giúp đi các bạn, cứ các bạn cái tâm của bạn tốt cứ giúp đi. Ba. Anh dạ. Tới đây là đang đến đây cái rồi đang đứng đây được relax á, có nghĩa là thư giãn chút xíu rồi bay vô xe đi tiếp tục. Trời nắng quá không biết quay vậy thì các bạn có thấy rõ không ta? Thấy rõ không? Now it's tin hả? No, another blast. Đi cho nên là mình nghĩ là nếu mà mình qua đời thì cái tài sản không bao giờ ăn hết được. Nếu mà ví dụ sau này nếu mình sẽ chia cho đứa con mình một nửa, còn một nửa mình sẽ nói nó là sẽ làm từ thiện cho tất cả, bất cứ ở nơi nào mà người ta ai nghèo khổ hay là chùa nào nghèo, là ví dụ mình không còn sống sót ở trên cái thế gian này nữa, thì đứa con mình sẽ nối nghiệp mẹ để mà làm từ thiện những cái ai nghèo khổ, cảnh nào nghèo con mình sẽ đi giúp hết cho mọi người. Chứ mình thấy nhiều người giàu mà người ta không có cái phước để người ta đi làm từ thiện, thấy nó tiếc, rất là tiếc, rất là đáng tiếc, rất là uổng. Cho nên mình đã hướng theo đến Đức Phật mình làm những cái điều mà điều thiện á, thì nó ok lắm các bạn. Nên mình đang cũng có phước đây để được làm thiện đây, được làm giúp đỡ cho mọi người. Rồi bây giờ mình vô xe lại đây. Đi. Đi vô xe lại. Đi. Dạ. Gần đến rồi.
nhưng mà nó đẹp dễ trời. Đẹp quá các bạn ơi. Giờ đang đi đi tìm cái nơi để mà đậu xe, rồi sau đó mình mới vô bãi biển. Đang đi tìm cái nơi để được đậu xe đó các bạn. Thấy như đây nó yên bình, nó thông nhận ok lắm, nên được hưởng thụ được như vậy cũng vui. Ngày mai đi tiếp nha, hôm nay là quay cảnh này xong rồi, có nếu mà về này tối này mới về được, nên ngày mai đi tiếp, quay xong rồi để đó rồi mình có thời gian mình sẽ đăng lên cho cả nhà cùng các bạn cùng xem nha. Hôm nay thì vào tháng 6, cuối tháng 6 của 2021 đây. Sự là đi xe đi làm là xe đi làm, nó ra đi làm mà xe đi chơi ra đi chơi, mà lâu lâu cũng thay thế hai chiếc đi chơi, cũng lấy cái xe hai xe đi để thay thế, còn xe đi đi mùa hè nữa là xe khác nữa, cho nên là mình nói là đây mình đang đi chiếc xe này, của cái xe này mình đi chiếc xe này đi xa, cho nên là cái xe mà Mercedes đó là nó lợi cho xăng lắm. Này các bạn xin đến này, đang chạy chiếc xe này này là nó lợi xăng lắm, nên là hả, mỗi lần lâu lâu đi là lấy chiếc xe này chạy, còn lâu lâu đi đi cảnh khác nữa thì mình sẽ lấy cái xe khác chạy nữa, nên là
dãy này là chạy đường xa thì mình đi Mercedes nó lợi xăng lắm các bạn. Các bạn biết đó, mình không thiếu ăn, không thiếu cái gì hết, nhưng mà mình rất là tiết kiệm. Tiết kiệm để làm gì? Mình nghĩ chứ mình cứ nghĩ về những cảnh đó, ai mà nghèo khổ á, từ cái tiết kiệm. Chào cả nhà của mình cùng các bạn. Hôm nay mình Nguyễn Hoàng Giang chuẩn bị du lịch tiếp tục. Nhưng mà du lịch chuyến này bằng xe đạp nha. Nên là đây, chiếc xe đạp này của mình. Vui lắm, mua đó giờ chứ mới đi có 2 lần. Mỗi lần mùa hè mới đem ra chạy đi du lịch thôi. Đi mùa hè mà. Nên là bây giờ mình sẽ đi du lịch, mình đi quanh cái thành phố Berlin. Để mà mình coi chỗ nào cảnh đẹp thì mình sẽ quay cho cả nhà cùng các bạn cùng xem nha. Rồi bây giờ mình đi đây. Hẹn gặp cả nhà cùng các bạn của bên Nguyễn Ngọc Ganh đi du lịch mùa hè, đi quay cảnh đẹp các nơi để chia sẻ cùng cả nhà cùng các bạn xem nha. Hẹn gặp. Đây rồi các bạn ơi, đang đi trên đường mà tới đây thì thấy cái cảnh này nè, đẹp lắm. Đây nè, còn ai đó không? Thấy cây đẹp chưa? Mọi người đi du lịch. Giờ mình đang đi trên đang đi xe, bắt đầu đi chương trình của mình, đi tiếp tục quay các cảnh, vô cảnh đi xe đạp nha. Đây. Mọi người đi du lịch, đi dạo bộ mà. Summer time, summer side. Quay lên cả nhà mình có bạn rồi vui ha. Chia sẻ nỗi vui, nỗi niềm vui buồn của Nguyễn Ngọc Gánh. Cùng đi chia sẻ cùng các bạn các cảnh nào đẹp thì mình sẽ chia sẻ hết lên nha. Đó, coi mình đứa nó đi tập thể dục kìa. Đó bây giờ vô nè, vô cảnh này vẫn đang đi xe đạp, hơi khát nước rồi. Nãy giờ trên đường đi quay, bây giờ vô đây. Đi xe đạp ở trong này, mọi người cũng đi xe đạp nhiều lắm, nãy giờ mình chưa quay thôi. Mình mới học game là nhiều chương trình mùa hè lại phải đi xe đạp tập thể dục, cảnh nào đẹp là quay lên chia sẻ cho các bạn cả thế giới cùng xem ở tại nước Germany, nước Đức. Đi làm suốt rồi nên là làm miết rồi, không có thời gian. Lâu có thời gian cuối tuần thì đi quay cảnh đẹp. Hôm nay ngày mùng 6 cũng là ngày chủ nhật của âm lịch, dương lịch. Thấy không? Các bạn thấy cảnh đồng quê không? Nhớ quê ghê luôn. Nhưng mà ở nước Đức sướng lắm, các cái cảnh nó hay lắm. Đợi xíu nha, thì tiếp tục nha, coi cái cây gì mà nó cổ thụ nó đẹp chưa. Đẹp tuyệt vời. Các bạn ngồi ở nhà của mình cứ lên Nguyễn Ngọc Ganh là có rất là nhiều chương trình âm nhạc của chính bản thân Nguyễn Ngọc Ganh, là chính mình âm nhạc với lại nhạc chính bản thân mình đánh luôn. Rồi mỗi lần mùa hè là trồng cây, trồng các cây kiểng, không phải là riêng cây kiểng mà là những cái gì mới sợ, có nghĩa là vegetable, mình có trồng rau quả nữa ở tại vườn ở nhà mình đó các bạn. Mệt. Nên là cứ mỗi tuần là cái chương trình khác nhau, cứ vậy đó. Cái mình cứ quay lên cho cả nhà cùng các bạn xem nha. Cái Minh Nguyễn Hồng Gan mà chương trình mà có interesting á, có nghĩa là thú vị á, thì cả nhà cùng các bạn cứ đăng ký cho, vui lòng đăng ký cho Minh Nguyễn Hồng Gan, với lại là bấm chuông để mỗi tuần vừa đi vừa nói nó mệt dã man. Mỗi tuần
để mỗi tuần á là các cái video mới á, các bạn sẽ cập nhật được những cái video mới, nó sẽ lên thẳng lên cái máy của các bạn xem luôn. Ngày hôm qua hôm kia hai tuần, cách đây hai tuần mình có đi các cái thành phố khác nữa đó, mình đã đăng lên cái YouTube của mình đó cho cả nhà cùng các bạn xem rồi đó. Bây giờ hôm nay là mình đi du lịch ở tại thành phố nước Đức, nhưng mà ở tại Berlin. Còn hai tuần trước là đi tại cái thành phố khác nữa, mà hai tuần trước là đi đến cái thành phố khác thì mình đăng lên trên YouTube rồi. Ở nhà cùng các bạn cứ lên đó mà xem. Có ý nghĩa thì cho mình một cái đăng ký nha. Ôi trời, vô nhìn đẹp chưa? Đẹp chưa? Hoa gì vậy ta? Hoa này gì á? Gì đây? Đẹp chưa cả nhà mình ơi? Nè. Đẹp không? Cái máy mình thì mình có cái cục sạc riêng dự phòng cho cái máy, nhưng mà mình đi đây là mình đi xe đạp nên mình không có quay với cái máy dự phòng được, nên mình cứ quay tới đâu cảnh đẹp tới đâu thì mình quay tới đó nha các bạn. Là vì một tay mình quay, một cái tay mình quay với một tay mình đi xe đạp. Xe đạp như vậy á, cứ tới mùa hè là mới dắt ra đi thôi đó. Đi vậy là hai lần rồi, tại vì lâu nay bỏ đi xe đạp lâu lắm rồi, mấy chục năm nay rồi. Cái nằm ngói mới mua lại chiếc xe đạp này, cái bắt đầu qua mùa hè hôm nay năm đi lại mới hai năm á. Cái mấy chục năm nay bỏ đi xe đạp rồi mà đi bây giờ cũng vẫn còn nhuyễn gì vậy ta. Mình đi còn nhuyễn hả, cứ đi có một tay là vô. Mình người gan bụi đời lắm nha. Ô, ngày hôm qua kể cho các bạn nghe có cái gia đình đó. Nó nghèo lắm, cái mình đã gửi tiền về mười mấy triệu rồi cho cả gia đình đó rồi. Ngày hôm qua cái con của họ nó đầy tháng nữa mà không có tiền mua đồ cúng. Cái mình phải nhờ một người bạn đem cái số tiền qua để họ mua đồ cúng cho con, họ đặt tên cho con họ, rồi mua gạo, rồi mua sữa nữa, rất là nhiều, tặng cho cái người, những người nghèo. Ngày hôm qua là ngày mùng năm, mình cũng vẫn đi làm thứ bảy, bên này cũng đi làm thấy mà nội. Nhưng mà đi làm thì đi làm, nhưng mà cái đồng tiền của mình làm dành dụm á, nghèo khổ như vậy đó, làm dành dụm chừng nào á là mình cứ hướng tới những người mà nghèo khổ chừng nào thì mình hướng tới, mình đi giúp cho đỡ cho họ vậy đó các bạn. Mình người học danh thì cứ hướng theo đến Đức Phật mà làm lành tránh dữ. Xem xin nữa té kìa, bóp phanh nhanh quá nó đếm trượt. Làm lành tránh dữ cho nên là giúp được cho ai thì mình cứ giúp được chừng nào mình giúp đó các bạn. Đây bây giờ vô tới đây rồi. Đợi trước đây. Ôi giời, bây giờ các bạn tới đây rồi, bây giờ vô cảnh mới rồi các bạn. Đi tiếp nữa nha. À đi. Rồi bây giờ vô cảnh mới này các bạn ơi. Trời ơi, nhìn cái khung cảnh giống như bức tranh đó các bạn ha. Nhìn My Nguyễn là vậy đó, tính My Nguyễn rất là thẳng thắn nha các bạn. Chứ đừng nói ai mà cho kim cương mà nói mình làm điều sai là không bao giờ làm nha. Nên My Nguyễn là số 1 á. Có nghĩa là cái gì là cái mà cái đức tính là số 1. Đức tính. Cái đức tính con người là quan trọng nhất. Cái gì mình làm đúng mình mới nói. Mình đúng mới được. Còn làm sai là không có làm. Mình sai là sao làm được. Trong lúc mình làm điều chính thì mình mới đưa lên YouTube để mà mình chia sẻ cho cùng cả nhà cùng các bạn xem đi, đúng không? Ô trời ơi, cảnh đồng quê các bạn ơi, đẹp quá đi. Bạn thấy không? Xin lỗi các bạn là mình quay cảnh các cảnh thì mình đi một tay, mình quay một tay á.
là mình phải quay cái điện thoại, khi nào mình quay mình để đứng chứ mình không có để ngang được. Khi nào ở nhà mình nó thông thả mình mới đưa cái máy lên mình để ngang thì được. Nên các bạn có gì mà coi nó hơi có gì đó hơi sơ sót thì bỏ qua cho mình với nha. Vì Nguyễn quay một tay đi một tay nên là mình quay cái để đứng vậy. Vô cái cảnh nhìn đã rồi các bạn ha. Nếu mùa hè mà thấy vậy này nó mướt mắt rồi ha. Đúng không các bạn? Mùa hè mà thấy vậy này mày thấy mướt mắt rồi. Đã mắt rồi. Nên là chuẩn bị rồi tới đây nữa là sẽ trong tháng này đi làm rồi. Có thể là được tới này nữa, tháng tới này nè. Chuẩn bị chuyển tiền qua cho mẹ mình để mà hello nếu mà chết dưới chân chuyển tiền qua cho mẹ mình để mẹ đi mua gạo với mua mì với cho tiền mấy những người nghèo. Mình á, mình chia ra những cái thành phần nào nghèo mình mới giúp nha, chứ ai mà mình đã giúp rồi thì cố gắng yêu cầu đứng lên mà tự cánh tay nghị lực mà đi làm. Chứ đừng nghĩ mà mình giúp hoài đâu nha các bạn. Có nghĩa những cái người nghèo á, mình đã giúp hết mười mấy triệu rồi, tầm một hộ rồi. Còn những hộ khác nữa. Nên là mình sẽ coi ở trên cái chắc các chương trình các chương trình khác á. Tôi đi gục, lỡ nha. Cái con nhện bay qua miệng. Các chương trình khác nữa. Nên là đây. Đi vô. Đấy. Leo lên cái kia, ôi trời, ôi trời, leo lên dốc các bạn ơi. Nên đã giúp rồi thì thôi, thì các bạn, các cái hộ nghèo nào mà đã giúp rồi thì yêu cầu tự lực lực cánh xin mình xin mà tự đứng lên phải xin việc làm mới làm đi, còn cái nào mà mình giúp nữa thì mình sẽ giúp. Ôi, mệt quá, đứng nghỉ mệt chứ đã. Rồi tiếp tục hành trình. Mệt quá. Vừa đi vừa cầm quay máy mà nên là hơi bị mệt chút xíu. Nên các bạn ơi, tính con người mà thường hay ngay thẳng thì thường là có những người họ không hiểu mà họ ghét nhiều thương ít. và nói cho đúng ra là làm điều tốt thì có nhiều người ủng hộ chứ, đúng không? Nhưng có những người mà họ ganh ghét, đó là những người mà họ vô minh, có nghĩa là họ ganh tị với Mỹ Nguyễn hoặc ganh làm lành tránh dữ để theo với hướng đất đính đức Phật mà làm lành tránh dữ đi cứu giúp cho mọi người chứ nếu mà ai đó mà họ cứ ganh ghét Mỹ Nguyễn thì Mỹ Nguyễn cũng bỏ qua cho họ thôi. Công nhận đi quay cảnh dạo này nó mắc cười quá. Nó đã gì đâu. Nghĩa là cái khí hậu tốt gì đâu. Ở tại nước Đức nè, cái đi đâu cũng có cái cây cối hết trơn á. Dù có đi rừng hay ngoài thành phố rồi cũng có cây cối. Mình đang trồng rau muống nè, rau tầng ô nè, rồi rau cải ngọt nè, rồi rau thơm nè, rất là nhiều, nó đang nở mầm đó nha các bạn, cũng ở nhà của mình. Đây nè, cái gì Berlin mau vét nè, vét nè. Đẹp chưa? Đó, đi xôm quanh đây nè. Hôm nay là năm 2021 nha. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 6 năm 2021. Cứ quay lên đây rồi để cả nhà chia sẻ cho cả nhà cùng các bạn cùng xem. Sau đó rồi sau này mình có già, mình đi không nổi nữa. Thì mình bật những cái chương trình này lên mình coi. Để mình làm kỷ niệm.
và mình miền Nguyễn Ngọc Ganh thì thường là có nhiều cái khả năng á, nên là mùa hè thì trồng rau củ quả, còn có thời gian nữa thì đánh nhạc hát nhạc, nên là còn có những lúc đó, chủ nhật thì đi quay cảnh, các cảnh nào đẹp thì mình quay cho cả nhà cùng các bạn xem. Chương trình Mỹ Nguyễn Hồng Ngang lại có gì các bạn? Nhạc tự đánh. Chứ nếu mà những người học nhạc rồi thì họ đánh thì thấy thường rồi. Tất nhiên là có khâm phục, nhưng mà khâm phục cho chính mình nữa nè. Là ba mẹ mình nghèo quá, không có biết được cái khả năng của mình. Nên khi mình lớn lên rồi mình mới nhận ra được cái khả năng của mình là biết đánh nhạc. Mình chỉ cần nghe CD là mình vô, mình mở cái đàn organ ra, mình đánh, đánh y chang vậy. Nói cười cho nó đỡ mệt. Được chưa? Được chưa? Nên là mình sẽ, tại lý do đó mà mình thấy mình có nhiều khả năng, là nếu mình không chia sẻ thì nó rất là uổng, đúng không? Cái người mà tài năng á thì họ là con nhà nghèo, không có được cái việc học, như là họ có tài năng về âm nhạc, không có khả năng, cha mẹ của họ không có khả năng để cho họ đi học, thì bây giờ mình lớn lên mình mới nhận ra được như vậy. Nên mình mua những cái dụng cụ đánh nhạc, mình về mình đánh guitar nè, thỉnh thoảng đánh guitar rồi thỉnh thoảng đánh organ, nhưng mà chưa bao giờ học nhạc. Rồi bây giờ trên viên quỹ organ này là mình muốn tạo lên cho các bạn thấy những cái tài năng của mình đó. Cái bì dễ thương chưa, nhớ không? Cho nên là mình phải muốn cho cả nhà cùng các bạn cùng xem những cái khả năng của mình á. Thì mình có khả năng về âm nhạc, thì mình nghĩ organ là thường là âm nhạc, nhưng mà mình muốn tạo lên cái mình organ này là nó có nhiều chương trình để mọi người coi cho nó thú vị á, interesting á. Là trồng cây, đi du lịch, có những cái cảnh đi du lịch tại Ý rồi đó, nhưng mà sẽ đăng lên đợt tới này, với lại đợt nào đợt tới đây nữa, chắc có lẽ năm tới đi Thái Lan, hay là mình đi Pháp. Thì Pháp nó cũng gần Đức mà có 2000 cây số rồi, tới rồi mua vé máy bay bay qua thì nó cũng mình sẽ chia sẻ lên cho các bạn cùng cả nhà cùng xem nước Pháp nó ra sao. Và mình nguyễn hồng ganh từ bàn tay trắng mà tự đứng lên tự lập cánh sinh, quậy cũng là một thời, hiền cũng là một thời, từ cái hiền mà người ta chọc mình quá nó không còn cái hiền nữa, nhưng bây giờ mình hướng đến Đức Phật á thì mình làm lành tránh dữ thì mình nên hiền, đúng không? Nên là mình hiền, cứ mỗi tháng mình cứ đến chùa nào nghèo nghèo là mình sẽ giúp, mặc dù mình không phải giàu như các người khác, nhưng mình tâm mình là tâm giàu. Nên ông trời ông đã phú cho mình được có trí tuệ, mình thông minh, thì mình sẽ làm những gì mà mình có thể có khả năng, mình giúp cho tất cả những người nghèo và những cái ngôi chùa nào đó mà họ nghèo khổ. Không phải là nghèo khổ mà dựng chưa xong á, có những ngôi chùa làm tới 3 năm luôn á mà chưa có xây dựng xong. Cái xong cái mình rủ mấy cái chị mà đi đồng cùng hướng đi chùa, mấy chị Phật tử cùng đi với mình. Cái xong kìa, mọi người đi vô, nó vô đây kìa. Ôi ôi, ôi. Dừng xe rồi thấy lạ này, này các bạn, dừng xe tại đây rồi. Coi cây cảnh đẹp chưa, đúng không? Tiếp tục hành trình đi tiếp đây. Đây
Sáng nay mới điện thoại cho mẹ mình. Mình nói chuẩn bị con gửi tiền cho mẹ. Mẹ mua mua gạo mua mì. Người bỏ mua bị thương cho mọi người ít tiền đó. Cho những người nghèo, nhất là cái mùa corona này. Mặc dù là rất là khó khăn nhưng mình cũng kệ nó. Cứ 10 người như mình thì người nghèo họ sẽ đỡ hơn, đúng không? Mình cái tính mình lạ lắm nha các bạn. Không giúp thôi nha, giúp cho đáng giúp nha. Còn giúp mà giúp á chút xíu mà thì mình không muốn giúp như vậy. Tại vì lý do là mình nghĩ á, đã cho người ta ăn ly chè thì phải cho nó đầy. Thôi hẹn gặp lại các bạn nha. Bây giờ mình tắt ngay chỗ khúc này, lý do là pin nó hết rồi. Hẹn gặp lại nha các bạn. Rồi, I'll be decision. See you next video. Next video. Hẹn gặp lại các bạn cái video sắp tới nữa nha. Rồi, mình người học gian xin chào. Hẹn gặp lại. Đây, cảnh đẹp của Đức Đức. Chào nha, hẹn gặp lại. Tại đây.